lên hàng, lên hàng, lên hàng, lên hàng, em mặc quần luôn. Ôi ơi, ôi ơi, lên hàng em có lóc cà bá luôn các bạn ơi. Ôi ơi, nửa ký lô kéo từ xa quá trời phê các bạn ơi. Đây em có lóc nè, ì luôn các bạn, nuốt bắt tiêu gì hấu rồi. Nút vô hông, nút vô hông rồi. Vậy mình vì vậy mình mới kéo lên được chứ. Xa quá trời chứ, toàn là cỏ, cỏ kìa. Còn ba cỏ gặm cỏ tay không. Rồi thêm lục bình nữa. Vậy mới kéo lên nổi chứ các bạn. Hai con ngược luôn, mà con này nó ăn trước. Còn con kia chắc nó chạy bắt dép luôn hả gì rồi. Bây giờ mình gỡ con này xuống mình quăng con kia thử các bạn ơi. Mình thấy hai con đường của gà nước trong luôn các bạn, nước trong vắt. Quá phê, quá phê. Táp còn mời cái nó gị vô trong các bạn. Mình nên cho nó gị đi dây vô trong cái mình giật. Rồi quá phê luôn. Nước cạn veo trong vắt. Con mồi mình từ ở bên bờ bên kia lội qua. Nó ở trong đây nó lù ra. Cây, cây máu, cây quả, cây lây, cây trí, cây tiêu.